Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Tôi hỏi sao trả lời của kênh truyền hình STTV14. Và ngày hôm nay thì không biết Đoan Nguyên, em hôm nay em mời đến trường quay ai vậy ta? Ngày hôm nay thì trường quay của chúng ta sẽ chào đón nhân vật Phước trong bộ phim Đường Chân Trời. Đó anh Thuận đó là ai? Đó là nam diễn viên đẹp trai nhưng mà chuyên đóng vai ác Linh Tý. Chính xác. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem đài STTV14. Xin kính chào anh Quốc Thuận. Chào Đoan Nguyên. Tí nè, hồi nãy anh lỡ giới thiệu em là chuyên đóng vai ác, vậy có đúng không? Dạ cũng đúng. Tại vì cái sở trường á, mà bao nhiêu là cái vai em nhận nhiều á, thường thường là vai vai ác. Thứ hai là vai hài hài mà nó khờ khờ. Vậy thì hai thể loại vai đó em thích đóng thể loại vai nào? Mỗi thể loại vai đều có cái sự mà biến. Anh biết em thế nào cũng nói à. Bây giờ nếu như phải bắt em chọn một. Bắt em chọn một hả? Em vẫn thích đóng phản diện ha. Đóng phản diện hơn vai hài đúng không ạ? Bình thường anh thấy em hài đúng không ạ? Dạ em biết rồi, nhưng mà cái phản diện thì anh có thể diễn rất là nhiều bộ mặt. Còn cái vai hài thì lúc nào anh cũng phải cố gắng tìm cái tiếng cười cho người khác thôi. Tụi nó, mày còn dám dắt mặt như đây nữa hả? Thằng Phản Phúc, chạy hả? Hả? Mày mày dám đánh tao hả? Chống cự với tao hả mày? Chống cự với tao hả mày? Hả? Hả? Chống cự với tao hả? 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 Anh chia sẻ một chút là cuộc sống giữa một người độc thân rồi khi là diễn viên thì mình lập gia đình thì có những cái sự khác biệt nào không? Theo như anh nghĩ thì nó không có sự khác biệt nào hết. Cái khác biệt đó là mình chăm vào cái chuyện kiếm tiền nhiều hơn. Với lại mình phải sắp xếp thời gian ra làm sao mà cho giữa công việc và gia đình nó được chu toàn một chút xíu. Tiền bạc mình phải tiết kiệm hơn. Anh Linh Tý nè, ngoài diễn xuất ra thì thời gian rảnh anh thích làm điều gì nhất? Thời gian rảnh thì anh thích tìm tòi những cái gì mà anh chưa biết. Chẳng hạn như là dựng phim. Anh thích học những chuyện đó. Cái đạo diễn dựng phim thì hồi đó giờ anh sáng tác được bao nhiêu nhạc phim rồi? Nhạc phim thì anh chưa sáng tác bài nào đâu. Chỉ có giống như là nhạc những cái bài tình yêu, tình yêu trai gái. Rồi ví dụ nhạc game, nhất là game Võ Lâm Trường Kỳ. Ngoài là một diễn viên ra là Tý là một ca sĩ đó nha. Rất là nổi tiếng đó, cho em biết hát hay lắm luôn á. Nhà hát hay mà em qua đóng phim luôn nè. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi một trích đoạn ngắn trong bộ phim Đường Chân Trời, trong đó có sự xuất hiện của nam diễn viên Linh Tý. Bây giờ thằng Tuấn là cận vệ của anh Hùng thế chỗ anh. Muốn hất cẳng tao hả? Hôm nay ta không giết mày, ta không phải là thằng Phước. Anh Phước. Cái gì? Hả? Cái gì? Thằng nào cắn đâu? Bình tĩnh. Thằng nào cắn đâu? Tao xử thằng đó. Tụi mày nghe chưa? Tránh ra. Buông tao ra. Anh không được vào. Tránh ra. Anh Hùng. Ai cho mày vô đây? Đi hôm nay, anh không giải quyết được chuyện này, em không phục. Nó là người mới, mà anh cho nó theo kề cận như vậy. Còn em, anh cho theo hầu hai đứa con gái. Hỏi anh, vậy có công bằng hay là không? Tao sẽ cho mày công bằng. Hồi nãy Tý có nói rằng là Tý ngoài đi diễn ra thì Tý còn mày mò khám phá. Trong đó anh có nghe nói Tý thích dựng phim. Vậy thì em có nghĩ rằng là sau này em sẽ bổ túc và em cập nhật nhiều về cái vai trò là một người dựng phim không? Em bổ túc cho cái chuyện đó là em cũng muốn sau này khoảng chừng 5 năm hay là 6-7 năm nữa em sẽ đi học bên vấn đề mà đạo diễn. Khi đó cái vốn sống của em nó nhiều. Em thì được một cái thuận lợi là thứ nhất là con của nhà nội. Đúng chưa? Cái thứ hai nữa, sở hữu một cái ngoại hình phải nói là cũng được. Nhưng dường như trong cái bộ sưu tập vai diễn của em á, thì là các vai chính thì hầu như là rất hạn chế. Có khó khăn gì khi mà em nói về điều này không? Bản thân em không thích đóng vai chánh. Cái vai chánh thì em thấy nó có một màu. Em chỉ thích những cái vai mà tính cách, mà cái vai mà dạng như biến thái xíu hay là còn cùng chuyện khoái lắm. Trời ơi lạ ghê. Phải nói là vai diễn mà có đa tính cách á.
thì nó thú vị hơn là vai diễn một chiều, đúng không? Rất là cảm ơn Linh Tý về một cái buổi trò chuyện rất vui và rất là thật lòng của một diễn viên muốn trải lòng với quý vị khán giả. Và chúc cho những dự định của em trong tương lai sẽ thành công. Và tên tuổi của em sẽ còn vang xa hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị khán giả đang xem đài STV14. Nào bây giờ xin mời quý khán giả cùng đón xem tập tiếp theo của bộ phim Đường Chân Trời đang được phát sóng trên kênh STV14 quý vị nhé. Và Quốc Thuận không quên đó là cảm ơn đến nhãn hàng Khatoko đã tài trợ phục trang cho chương trình.